Chào ngày mới tất cả mọi người. Hôm nay nhà Trích không có cái kế hoạch làm gì và đi đâu cả, vì chiều nay ba sáu Trích lại bay đi Sydney rồi. Thế nhưng mà ngồi ở nhà cũng không biết làm gì cả, nên là cả nhà quyết định sẽ đi một cái khu trung tâm mua sắm mới mở ở gần nhà. Cái khu trung tâm mua sắm này nó mở khi mà cả nhà mình vẫn còn đang ở Việt Nam ấy. Sáu Trích vào xe rồi, ba con là đang đợi mẹ em thôi. Đây, ba em đã đóng cái cửa này đâu. Dad, you haven't closed this one. This is great. Yeah. Chỗ này gọi là Pimpama City. Mẹ em sẽ mua sườn kiều ở Coast về. And it's got Lego Batman as well. Yeah. And it's got Lego Batman as well. Did you get that then? Sói nói câu cú rất là... rất là người lớn. Cái sườn kiều mà lần trước mình mua về ăn thử ở Wawa ấy, thì cũng ngon, cũng mềm. Và cái vị của nó hơi khác so với cái sườn kiều ở Coast. À, đấy là nó có cái vị tiêu nhiều, tiêu tiêu cay cay nhiều hơn là ở Coast. Còn Coast thì là nó ngọt, nó mềm. Hôm nay mua cả hai về. Mua cả hai về. Ba em không có nhà, mẹ em nướng sườn kiều ăn một mình. Một mình mẹ em ăn hết 7 lạng sườn kiều luôn. Trích hôm nay được ba mặc đồ cho rất là chuẩn. Từ cái quần tất đến cái áo và cái áo lót mặc trong, ba em dần dần là biết được thói quen em mặc đồ rồi. Thói quen mẹ em sắp đồ cho em thì đúng hơn. Nhưng mà có đôi giày là em thích, em tự chọn. Em thích đi đôi giày xanh nhạt nhạt kẻ kẻ, chứ em không thích đôi giày hồng có cái quả bông bông. Để con đi đi, con chạy theo ba. Wow. Wow. To rộng chưa? Xung quanh nhà sở thích bây giờ cái gì cũng có. Sắp tới lại còn có một cái Westfield cũng chuẩn bị mở nữa. Năm tới 2019. Coast này. Vẫn còn đang tiếp tục. Đang tiếp tục chuẩn bị mở cửa các cái cửa hàng ở đây. You alright? Để mẹ tìm cái khuôn viên chơi nhá. Cho hai anh em vào chơi. Yeah. Hello Mr. Phone. Hello. Hi Zuzu. Wow. Không, không đi vào trong đấy con ạ. Không có gì trong đấy cả. Trong kia không có gì cả. Chỗ nào cũng muốn xà vào. Cũng ít cửa hàng lắm, chưa nhiều. Mẹ em vừa vào Chemist Warehouse để mua mascara với lại mua một cái cây son mới của Maybelline để thử dùng xem màu nó, mọi người nói là nó giữ màu rất là tốt. Nào con, ấy. Con làm gì đấy? You do the dance. Tự nhiên lại nhảy hip hop ở dưới sàn đấy. Ok, let's go, come on. Come on. Vào Coast để mua sườn nào.
Rắn cho anh sói, rắn cho em chích. Ngon không con? Hai đứa tự chọn đồ mua luôn. Rồi, ba. Câu này, ba. Good job, Rafi. Ba ơi. Ba. Yay. Ba ơi. Ba. Nướng rồi. Em thích học rất là nhanh. Em lại hay gần ba em nữa. Chứ trước đây sói là gần mẹ thì là em ít nói. Chứ còn trích gần ba này, gần mọi người, em nghe đến mọi người nói gì là em nhắc lại rất là nhanh. Mô mô, em đòi ăn nữa. Ở cái chỗ trung tâm mua sắm này ấy, mình cứ nghĩ là nhiều, người ta có nhiều các cái cửa hàng mở cửa rồi, nhưng thực ra thì mới chỉ có 3-4 cái shop bán đồ họ mở thôi. Cũng chưa có chỗ nào bán đồ ăn cả. Có một cái hàng cà phê nho nhỏ, trông nó không hấp dẫn lắm. Nên là thôi, nhà sói chích lại đi về. Nhà sói chích quyết định là về nhà nấu đồ ăn trưa. Chứ ở chỗ đấy cũng không có cái nhà hàng ăn uống nào ấy, kiểu là họ mới mở, nên là mới chỉ có một vài những cái shop bán đồ thôi. Nước, ba đưa nước cho con rồi mà. Wanna cái gì? Give it to daddy, ask daddy help. Thế thì thôi nhá. Thế thì thôi nhá. Hư đấy. Mẹ em có mua hai hộp pate về để ăn sáng. Lâu lắm rồi mình cũng không ăn pate olive. À, còn đây là đồ lúc mà mình mua ở trong Chemist Warehouse này. Một cây mascara. Như mọi người biết là mình cực kỳ thích cái cây này từ hồi mua ở Sydney ấy. Từ hồi phát hiện ra cái cây mascara này là mình dùng suốt. Thích lắm luôn ấy. Ở Chemist Warehouse bán có một nửa giá so với chỗ khác thôi. Chỗ khác là 21.90 gì đấy, ở Chemist Warehouse là 12 đô. Em mua một cây mới này. Còn đây là cái son mới, cũng là son mới của Maybelline. Thấy mọi người nói là cái màu này nó rất là bền. Màu này của mình là màu số bao nhiêu đây? Số 80 à? Đúng nhỉ? Đây rồi, lấy nét được đây rồi. Màu số 80 ruler. Màu trông yêu chứ nhỉ? Hey. Mẹ sói chích dùng thử son luôn đây. Thoa lên môi rất là thích, rất là mềm. Và chỉ cần dùng một xíu thôi, chứ không nhiều đâu. Ở trên cái cọ thoa son ấy, nó rất là mềm này, không có cảm giác khô này, đều này. Còn độ bền thì đợi từ bây giờ đến chiều mình sẽ không thoa lại cái son này nữa. Ăn uống các thứ, xem cái độ bền của nó như thế nào nhá. Nhiều người lắm để lại review về cái son này là cái độ bền của nó rất là thích. Từ sáng cho đến tối ăn uống thoải mái luôn. Mẹ sẽ thích phải thử nghiệm xem như thế nào. Bây giờ mình đi đặt nồi cơm và cắt súp lơ xanh để luộc cho anh em sói chích ăn với cơm, ăn với sườn. Đồ ăn sói chích đây. Rau luộc, xúc xích rán, cơm thì chín rồi, đang ở trong nồi. Và sườn của mẹ em cũng chín. Ba con vừa chạy sang bên nhà ông bà nội xong. Bây giờ mẹ em phải gọi điện hay là đi sang bên nhà ông bà nội nhỉ? Để bảo ba con về để ăn trưa. Ba. Ăn chưa xong, bây giờ em buồn ngủ đây, em muốn tí này. Hả?
Tí tía. Hôm nay là nhà em ăn chưa muộn đấy. 2 giờ mới ăn nhỉ. Trời ơi. Chích ị đúng không? Thúi quá. Ew, ew, ew. Yucky. Ew. Con ị à? Ị à? Giữ em thức một tí để em nói bye bye ba đi bây giờ. Nhá. Thức một tí nha. Mẹ thay bịm cho nhá. Thay bịm nhá. Nhá. Trên nappy nhá. Trên nappy cho em nhá. Nappy, nappy trên. Tì tì à. Ờ, cười cười. Cười nhợt nhạt. Tì tì à. À chưa. Á. À, á à, thì á à đấy á. Mẹ. Cơn nghiện, cơn nghiện, cơn nghiện. Nghe chào rồi à. Building up and break doesn't work. Turning off standing giant. Thế con lại gỡ hết ra rồi à? Hôm qua mẹ giúp lắp vào, bây giờ lại gỡ hết ra rồi. Hả? It's a space gravity. Next order space gravity. Sói. Sói. Lúc ba đi con có thơm ba không? It's good, ba. Did you give daddy a kiss before he go? Yeah. Yeah? Yeah. And what did you say? Daddy. What did you say to daddy? Oh, yeah, sweet. Do you love me? Yeah. I love you more. I love you the most. Em cũng cheeky lắm cơ. I love this you the most. Mm-hmm. It's good, this one. Like the island best sport. Em thích ngủ rồi này. Ba em vừa mới đi xong. Lại một tuần nữa dài dằng dặc. Why is it got burger on it? Where? What? Burger on it. Rafi, would you like to go and have a nap? No. Why not? Because I don't like it. Go have a nap and cuddle mommy. I don't want that. Please. I would love to cuddle you and have a nap. I don't like a nap. Mẹ em đang gọi em đi ngủ chưa mà không. Con không thích ngủ chưa. Con muốn ngồi ở đây. I'm good at calling. So you're gonna stay here by yourself? Yeah. Mommy go have a nap? Yeah, I'll wake up. No, I don't think I'll be able to wake up. I'll have a nap until tomorrow morning. Yeah? Yeah. Until tomorrow morning. Yeah. So you okay tonight? Yeah. You don't need to wake me up? No. Okay, so you play from now? Yeah. Until tomorrow morning? Yeah. Làm sao mà chơi được từ bây giờ cho đến sáng mai? Mẹ em bảo là mẹ em đi ngủ thì kêu là vâng mẹ đi ngủ đi xong rồi mẹ lại dậy. Thì mình bảo là không, mẹ không dậy đâu, đến sáng mai mẹ mới dậy. Thế con ngồi đây con chơi một mình cho đến sáng mai nhé, bảo vâng. Can you change the light on for me? What for? Không phải bật điện lên làm cái gì cả. Giờ tầm này làm sao mà phải bật điện lên? À bảo mẹ là bật điện lên để cho tối nay, bật sẵn để cho tối nay. Thế con nghĩ là mẹ đi ngủ để cho con ngồi đây chơi đến sáng mai luôn á. Rồi ôi, con vào rừng mơ bắt con tưởng bở à? Ngây thơ quá con ạ. Làm sao mà con thức được từ bây giờ cho đến sáng mai? Đấy, mẹ vào trong phòng con ngủ đi. Mẹ vào trong phòng con ngủ, mẹ tắt điện đi. Còn ở ngoài này con bật điện lên. Okay. So, what I say? Night, night? I want this one instead of ringing. No, it's okay. Daddy might text mommy. Yeah. It's okay. Okay, so I see you tomorrow, okay? Okay. Okay, ngày này. Mẹ bảo thế thì mẹ ngày mai nhé. Ngày mai, sáng mai mẹ gặp sáu ấy sau nhé. Okay, ngay.
Okay, I love you. I love you too. I love you more. Can we watch TV? No, I love you more. I love you more. I love you more. I love you the most. Thank you so much. Watch TV. You're sweet. Can I watch TV? No. Đòi mẹ cho con xem TV được không? Can you blink your eyes again? No. Oh my gosh. Okay. No. Nháy nháy mắt chứ. Bây giờ mẹ em sẽ tranh thủ chợp mắt một lúc. Ngủ được bao lâu thì ngủ cho đến khi em trích dậy. Còn về cái son môi này mọi người nhá. Thì mình vừa mới thoa thêm một chút son nữa vào bên trong lòng môi này này. Mình nghĩ là cái son này ấy, mà ăn uống bình thường nhẹ nhàng thì nó rất là bền màu. Vì là xung quanh bên ngoài này, sau khi mình ăn uống xong nó vẫn còn màu nguyên như thế. Nhưng trong lòng môi là cái chỗ mà tiếp xúc trực tiếp với thức ăn ấy. Mình ăn gặm sườn mà, nên là không thể tránh được là nó sẽ bị trôi đi. Còn như bên ngoài mình vừa chia sẻ đấy là nó khá là bền màu. Và khi mà mình thoa lên một cái lớp nữa ở bên trong đấy, rồi là bặm bặm môi một xíu, thì cả hai phần, tức là phần son bên ngoài lúc trước với phần son vừa mới đánh lên, nó hòa vào với nhau và nó không để lại gờ, nó không có cảm giác khô, nó không có cảm giác kiểu như là lớp son trước, lớp son sau ấy. Khá là ưng ý. Cái son này cũng có cái màu nâu đậm như cái son bình thường mấy ngày hôm nay mình hay sử dụng ấy, màu nâu đậm đấy luôn, matte. Nên là bạn nào mà muốn mua cái màu nâu giống với mẹ sói trích hay dùng của Kate Moss Remo đấy, thì cũng có thể mua cái màu nâu này của Maybelline này. Đấy là dành cho bạn nào mà thích son lì, son matte. Hẹn gặp lại mọi người lúc nào mẹ con trích dậy nhá. Con sói thì cứ chơi ở đây thôi, em nhất định là em không đi ngủ trưa. Em trích đang gọi mama, mama. Hai anh em rõ ràng đang ngồi xem TV với nhau rất là vui. Đang xem cái chương trình như kiểu là chương trình Chúc Bé Ngủ Ngon ở Việt Nam mình ấy, ở trên kênh ABC Kids ở bên này. Em trích ngủ trưa dậy xong là cũng chiều, mình cho anh em ăn tối sớm luôn. Sau đấy thì đưa anh em sang bên nhóm bà nội chơi với anh chị em họ. Và về một cái là tắm xong hai anh em ngồi xem TV, mẹ em tranh thủ đi tắm đi gội đầu. Sau đấy là đi ngủ, cả ba mẹ con đi ngủ thôi. Hẹn gặp lại mọi người vlog hàng ngày vào lúc 6 giờ sáng giờ Việt Nam các bạn nhé. Chị đang nhã, đang gào ở ngoài kia. Mẹ em phải tranh thủ đây. Bye.